Theo thống kê trong năm 2016-2017, các thương vụ đã tổ chức hơn 500 hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin về thị trường, cập nhật các quy định về xuất nhập khẩu, kết nối giao thương. Công tác xúc tiến thương mại của các thương vụ đổi mới theo hướng tập trung vào một số mặt hàng cụ thể mà Việt Nam có thế mạnh. Tại hội nghị tham tán thương mại 2018, lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, Việt Nam hiện có 57 thương vụ và 7 chi nhánh thương vụ tại nước ngoài. Trong năm 2017, ngoài việc cung cấp hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp, các thương vụ cũng đã tích cực phối hợp với cục phòng vệ thương mại trong việc ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp mà nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam áp dụng. Cụ thể, các thương vụ đã cung cấp thông tin và phối hợp xử lý 12 vụ trong năm 2016, 13 vụ trong năm 2017 và hàng chục vụ việc chống bán phá giá phát sinh từ những năm trước. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của ngành công thương và các tham tán thương vụ Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian qua, trong đó phải kể đến các kỷ lục như tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 đạt 425 tỷ đô la Mỹ, riêng xuất khẩu đạt 214 tỷ đô la Mỹ. Các chỉ số về kinh tế vĩ mô tốt hơn, có lợi cho nhà đầu tư và xuất khẩu. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, thời gian tới trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội thế giới có những chuyển biến nhanh, khó lường, kinh tế số, kinh tế công nghệ đã vươn lên mạnh mẽ, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với nhịp độ nhanh, đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi thương vụ phải chủ động, sáng tạo và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao.